Một lô rẫy tổng diện tích 11 hecta nằm ngay gần đường tỉnh lộ 6C cách 500m và sở hữu trong lòng lô rẫy với hai con thác rộng lớn như thế này. Lô rẫy ôm suối thác như thế này đến tầm khoảng chừng 700-800m luôn ạ. Bao quanh cái lô rẫy của chúng ta và một con thác đi giữa của lô rẫy luôn ạ. Mời quý anh chị theo em vào trực tiếp với cái lô rẫy quý anh chị nhé. Tổng diện tích 11 hectare, trong đó có 4 hectare cao su đang cho thu hoạch và còn lại là 7 hectare đang trồng điều. Trồng điều năm thứ 2 ạ. Đặc biệt trên cái lô rẫy của mình lại có 3 cái thác. Ôm 3 cái thác này là trên cái lô rẫy của mình luôn nhé. Lô rẫy tuyệt đẹp, cách đường tỉnh lộ 6C chỉ có 600m. Đường ô tô thì đi vào tới nơi, hai xe bán tải tránh nhau thoải mái luôn. Mà với giá thì chỉ có là 550 triệu trên 1 hecta. Quý anh chị vẫn còn được thương lượng nhẹ nhé. Lô rẫy của chúng ta đã có trích lục, bao ra bìa cho quý anh chị luôn này. Nguồn nước ở đây mênh mông, phong cảnh hữu tình. Đây, ngay từ đoạn ngoài cổng vào rẫy thì trước mắt đã là một cái con suối rộng lớn và nước mênh mông như thế này. Mùa khô thì không cạn nước ạ. Cái lô rẫy này này quý anh chị, nó bao quanh cái dòng suối này, nó bao quanh cái lô rẫy của chúng ta luôn ạ. Đó, và đứng đây quý anh chị có thể quan sát hết. Trước tiên là có một cái căn nhà ở trên rẫy này, có 4 hecta cao su ôm quanh cái lô rẫy mình như thế này. Đó, đường đi lối lại thì rất là thuận tiện, đường to rộng này. Đó, từ ngoài đường tỉnh lộ 6C vào trong đây thì là đường lớn như thế này, ô tô thì vào tới nơi. Và đó, trên cái con đường đi ngay ban đầu chúng ta đã thấy cái dòng suối này ôm ngay trước mặt luôn. Thật tuyệt vời. Trên lô đấy của chúng ta lại có nguồn thu. Đất này thì không hề có dốc nhiều, nó chỉ truyền thôi quý anh chị này. Đó, em ra quay thực tế cho quý anh chị xem luôn nhé. Ở đây là đất thuộc dạng đất cát đen ạ. Từ lô rẫy của chúng ta mà cách ngoài đường tỉnh lộ 6C vào 500-600m và từ ngoài quốc lộ 14A vào tới trong đây thì khoảng chừng 20 km. Về sân bay thành phố Pleiku thì đi khoảng chừng là 40 km ạ. Một con suối nữa lại đi giữa cái lô rẫy của mình luôn này. Wow, cái lô rẫy của mình có hai cái con suối, một con suối là đi giữa lô rẫy và một cái con suối nữa thì lại đi ngoài lô rẫy. Vườn điều năm thứ hai, năm thứ ba lại còn có thêm hai cái thác lớn ở trong cái lô rẫy mình nữa nha. Ở đây thì view tuyệt đẹp luôn ạ. Trước kia ở trước mặt kia là đường tỉnh lộ 6C, nhà cửa ở san sát khu dân cư như thế này. Cách đường tỉnh lộ vào thì chỉ có là 500m mà lại có cái phong cảnh hữu tình như thế này, suối nước, nước non như thế này. Tổng cái lô rẫy này có 11 hectare năm. Vườn điều thì trồng năm thứ 2, năm thứ 3 như thế này. Đó, cái bắp này, đây là bắp ở Tây Nguyên này. Bắp mùa mưa quý anh chị này.
Trời ơi, suối nước thác ở đây nó mênh mông. Trên cái lô rẫy mình thì phủ kín đều như thế này. Đó. Cái con thác này là ngay ở giữa mình luôn này quý anh chị này. Có hai cái con thác lớn ở trên lô rẫy của chúng ta. Cao su phía trước mặt kia. Cao su đấy là 4 hecta cao su. View thì view núi trùng trùng điệp điệp phía dưới. Trong lô rẫy lại có suối nước và thác nước luôn. Lại nằm ngay khu dân cư, gần đường tỉnh lộ 6C. Còn đây là 4 hecta cao su ở trên tổng 11,5 hecta của mình quý anh chị nhé. Cao su thì cũng đã cạo khoảng là năm thứ 6, năm thứ 7 cũng có tổng hợp hết ạ. Và tiếp theo mời quý anh chị ngước mắt lên màn hình để xem về hình ảnh từ trên cao của Playcam về lô đất chúng ta. Nằm ngay trên con đường tỉnh lộ 6C cách khoảng chừng 500m, đi đường đất cấp phối và đường ô tô to, hai xe bán tải có thể tránh nhau được ạ, là đi vào trong rẫy. Cách 500m thì đi vào tới rẫy của mình. Khu dân cư ở đây đông đúc như thế này. Và trước mắt là cái con đường nhỏ ở trên đất mình. Ranh giới của mình là miếng đất mà bám sát theo cái con suối, bao trùm qua 4 hecta cao su. Chạy dọc theo bờ suối đến chừng khoảng tới 600-700m luôn ạ. Em Kha xin nhắc lại tổng diện tích 11 hecta, trong đó có 4 hecta cao su, còn lại 7 hecta là điều đã phủ kín hết. Gia chủ sang nhượng cho quý anh chị với giá là 550 triệu trên 1 hecta, 3 sang tiền bị đỏ cho quý anh chị, và quý anh chị vẫn có quyền được thương lượng nhé. Nằm ngay con đường tỉnh lộ 6C cách khoảng chừng 500m. Quý anh chị quan tâm đến cái lô rẫy xin liên hệ đến kênh Nhà Đất Quỳnh Nghe Gia Lai qua số điện thoại trên màn hình. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý anh chị ở video lần tới nhé.